chào các bạn đang xem video trên kênh Jamie Ploy. Mình là Ngọc, Jamie Ploy. Video này là video lần đầu tiên mình trải nghiệm đi du lịch Thái Lan bằng tàu hỏa. Mặc dù mình đã sống ở đây khoảng 4 đến 5 năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đi du lịch Thái Lan bằng tàu hỏa luôn ấy. Nên là mình cảm thấy rất là hồi hộp. Mình hồi hộp từ đêm hôm trước là không biết là mình sẽ ra ga như thế nào và sẽ phải làm những cái thủ tục gì nhiều ấy. Thật ra thì ra ga cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Mình chỉ cần gọi xe một cái là họ sẽ đưa mình đến nơi mà mình mong muốn rồi. Và đây là lần đầu tiên mình ra đến ga Nakhon Pathom này mọi người ạ. Tại vì cũng là lần đầu tiên mình đi du lịch bằng tàu hỏa luôn ấy. Và mình cũng mới biết ga nằm ở gần với lại chùa Phra Pathom Chedi. Chùa này được gọi là biểu tượng của tỉnh. Trong chuyến đi lần này thì còn có thêm 4 người nữa cùng đồng hành với mình. Có 3 người thì ở Bangkok, còn một người nữa là ở cùng tỉnh với mình là tỉnh Nakhon Pathom. Thì ba người ở Bangkok đã xuất phát từ Bangkok từ lúc 6:30 và lịch tàu đến tỉnh của mình sẽ là 7:30 hay là 7:40 sáng, và mình đến sớm để chờ tàu đến và mình sẽ lên tàu cùng với mọi người luôn. Tàu sẽ dừng ở đây khoảng 30 phút để mọi người từ Bangkok lên đến đây có thể tham quan, chụp ảnh, check in Phra Pathom Chedi, ngôi chùa biểu tượng của tỉnh Nakhon Pathom. Chuyến tàu này là một chuyến tàu khá là đặc biệt mọi người ạ. Nó đặc biệt là bởi vì đây là một chuyến tàu duy nhất của năm nay phục vụ cho du lịch, và chuyến tàu này đi qua Bangkok, tỉnh Nakhon Pathom và Kanchanaburi. Thì do đợt đầu năm là có dịch xảy ra nên là mọi người không thể đi du lịch được, và kinh tế du lịch của Thái cũng đình trệ nên là cuối năm nay Thái đã có những cái chương trình như thế này để kích thích người dân đi du lịch nhiều hơn và kích thích cho nền kinh tế du lịch Thái phát triển hơn. Vì mình cũng ít khi được đi du lịch bằng tàu ấy nên là lần này cũng là một lần trải nghiệm khá là thú vị. Vì đây là chuyến tàu phục vụ cho du lịch nên là đến những địa điểm nào nổi tiếng thì họ sẽ dừng lại cho mình xuống tham quan. Và địa điểm tiếp theo của mình xuống đó chính là Saphan Khoe. Saphan có nghĩa là cầu, khoe là cái tên. Cầu khoe này là cầu được xây dựng từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, có nghĩa là khoảng 80 năm về trước. Năm 1942 thì quân chiếm đóng Nhật Bản có tham vọng là muốn xây dựng một tuyến đường sắt nối từ miền Trung Thái Lan tới Myanmar. Để xây dựng tuyến đường sắt này thì đã có rất nhiều tù binh và rất nhiều dân phu đã chết trong khoảng 2 năm xây dựng tuyến đường sắt này. Cây cầu và tuyến đường sắt này thì xuất hiện rất là nhiều trong một bộ phim nổi tiếng, một bộ phim đã đoạt 7 giải Oscar và 3 giải Quả Cầu Vàng. Nếu như các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể xem bộ phim này, đó chính là Cầu trên sông Khoe, để tìm hiểu hơn về lịch sử. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi tham quan. Sau khi tham quan và chụp ảnh ở gần cây cầu Khoe rồi thì bọn mình tiếp tục lên tàu và đi qua chính cây cầu đó, cây cầu Khoe, cây cầu bắc qua sông Khoe này. Sau đó thì mình đi qua một địa điểm, đó chính là động Krạ Xè, hay tên tiếng Thái là thăm Krạ Xè. Thăm có nghĩa là động mọi người ạ. Thăm Krạ Xè. Đoạn đường đi qua thăm Krạ Xè này rất là nguy hiểm. Một bên là vách, còn một bên là sông. Nếu như các bạn ở bên ngoài nhìn tàu chạy thì sẽ cảm thấy nguy hiểm hơn, nhưng mà do mình ở bên trong nên là mình thấy mọi thứ vẫn bình thường. Mình chỉ có thể nhìn thấy được là bên trên mình là vách đá, còn bên dưới của mình là sông, thế thôi. Đến khoảng 12 giờ trưa thì bọn mình đến điểm cuối cùng, đó chính là thác nước Nam Tộc Sai Yok Nói. Nam Tộc Sai Yok Nói. Nám tục có nghĩa là thác nước, thì từ nám ấy có nghĩa là nước, còn tục có nghĩa là rơi xuống. Nám tục, nước rơi xuống có nghĩa là thác nước mọi người ạ. Nám tục Sai Yok Nói. Nám tục Sai Yok Nói. Khi mà đến thác nước
Nam Tục, Sài Gòn nói này thì mình thấy là có rất nhiều khách du lịch đến đây để tham quan, nhưng mà đa phần là họ đến đây để picnic, có thể là picnic cùng gia đình, cùng bạn bè. Thật ra thì tàu sẽ dừng chờ chúng mình ở đây để nghỉ ngơi, thư giãn ở chỗ thác nước này 3 tiếng. Lúc chúng mình xuống tàu là 12 giờ, khoảng 12 giờ, và tàu sẽ xuất phát từ đây trở về Bangkok lúc 3 giờ chiều. Chúng mình đã tham quan và đi dạo ở khu thác nước này được một lúc rồi và cảm thấy đói quá nên là quyết định đi tìm một quán ăn trưa ở gần đây. Xong thì lúc đó là 2 giờ chiều rồi và còn 1 tiếng nữa là tàu sẽ chạy. Và lần này thì mình đi cùng với những người toàn là những người có kinh nghiệm du lịch cả, thế nên là dù 1 tiếng hay 15 phút thì mọi người cũng không muốn để lãng phí. Sau khi ăn trưa xong thì chúng mình quyết định đến một quán cà phê cực kỳ nổi tiếng ở tỉnh Kanchanaburi này. Một quán cà phê mà nghe người ta nói nếu mà chưa đến quán cà phê đó thì chưa từng đến Kanchanaburi. Để xem là quán cà phê đó như thế nào, nổi tiếng đến cỡ nào. Đó, nhưng mà quán cà phê đó lại cách chỗ này khoảng 30 phút đi xe. Nếu như mà đi đến đó và quay trở lại đây thì chắc chắn là sẽ bị trễ tàu. Thế nên điều đầu tiên chúng mình đã làm đó chính là gọi điện cho nhà tàu để xem là tàu có dừng lại ở ga thành phố Kanchanaburi hay không. Và dừng ở đó lúc mấy giờ thì nhà tàu có trả lời chúng mình là tàu có dừng lại ở đó nhưng mà không lâu lắm, khoảng 5-10 phút thôi và phải có mặt ở đó lúc 5 giờ chiều. Xong xuôi rồi thì chúng mình quyết định thuê một chiếc xe từ điểm thác nước cho đến quán cà phê đó. Không hổ tiếng là một quán cà phê nổi tiếng bậc nhất ở tỉnh Kanchanaburi mọi người ạ. Bởi vì ngay từ lúc bước vào nhìn thấy quán thôi mình đã thấy rất là đặc biệt rồi. Khi mà vào trong quán, vào sâu ở trong quán nữa, mình phát hiện ra là đây không chỉ đơn giản là một quán cà phê nữa mà còn là một quán để tổ chức các sự kiện khác, thậm chí là tổ chức đám cưới ở đây cũng được luôn ấy. Quán được trang trí với chủ đề thân thiện với môi trường, có nhiều cây xanh và đồ ăn, đồ uống ở bên trong quán rất là ngon. Tuy nhiên thì giá đương nhiên là sẽ đắt hơn so với bên ngoài rồi, nhưng mà cũng đáng giá thôi. Ở đằng sau quán thì có một sân cỏ rất là rộng và mình nghĩ ở đây nếu mà tổ chức đám cưới ở đây hay là tổ chức các sự kiện, tổ chức các buổi tiệc ở đây thì cực kỳ lý tưởng luôn. Bên cạnh đó thì còn có một khu rừng trúc được thiết kế theo kiến trúc Nhật Bản. Một quãng thời gian rất là ngắn ở quán cà phê này thì chúng mình cũng phải ngồi xe ra ga để bắt tàu về nhà nữa. Lúc ngồi trên xe thì chúng mình cứ lo lắng là sẽ không kịp giờ tàu chạy, là sẽ trễ giờ tàu chạy ấy. Và chị lái xe cho chúng mình cũng phải lái xe rất là nhanh, nhanh hơn tốc độ bình thường. Nhưng mà lúc xuống xe một cái gặp được khuôn mặt của em nhân viên hồi sáng mình gặp ở trên tàu thì vô cùng mừng rỡ, như kiểu gặp được quý nhân luôn ấy.
Như vậy là chúng mình đã lên kịp giờ tàu và đã về đến nhà an toàn rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết video clip này. Và nếu như các bạn thích video này thì đừng quên thích và đăng ký kênh YouTube Jamie Ploy để cập nhật thêm những video mới hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye, sawasdee ka.